Xin chào các bác đang theo dõi video của kênh đồng hồ Kiên Đồng Cũ, kênh chuyên gia Lô giới thiệu về những mẫu đồng hồ xưa cổ chính hãng đến từ Thụy Sĩ, Nga và Nhật. Trở lại với video đồng hồ ngày hôm nay, buổi sáng thứ tư ngày 11 tháng 8 năm 2022, tiếp tục giao lưu và gửi đến các bác bộ sưu tập các mẫu đồng hồ cơ cổ chính hãng đến từ nhiều thương hiệu. Các bác xem video yêu thích mẫu đồng hồ nào, chốt đơn theo số điện thoại Zalo 0936050424 em đã ghi ở bên ngoài màn hình nha. Và đối với các bác lần đầu biết đến kênh, xem video thấy hay thì đừng quên là ấn đăng ký kênh, nút đăng ký màu đỏ em đã để ở ngay phía dưới video này để các bác có thể nhận được thông báo và đón xem video của cửa hàng một cách sớm nhất nha. Còn bây giờ thì xin mời các bác cùng em theo dõi bộ sưu tầm ngày hôm nay. Mở đầu video bằng một chiếc Gold Star, một chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ. Gold Star là một thương hiệu đồng hồ rất là nổi tiếng tại Thụy Sĩ và đây là một cái thương hiệu mà anh em gắn liền với thương hiệu đồng hồ Rado. Và các bác có thể thấy được em Gold Star này sẽ có một cái form mặt đa giác kết hợp với một cái màu mặt vàng mỡ gà. Khi mà các bác nhìn vào cái mặt đồng hồ này sẽ có một cảm giác nó rất là dịu mắt. Đó, phần cọc số thì được đính bằng 12 viên đá quý nha. Đó, rất là ấn tượng, thiết kế cực kỳ là đẹp đến từ thương hiệu Gold Star này. Biểu tượng hoa mai đỏ nằm tại góc 12 giờ. Và em này thì có hai ô cửa lịch nằm tại vị trí góc 3 và 12 giờ nha. Ô lịch thượng. Đó, vỏ ngoài bọc thép niềng vàng này. Đó, phần vỏ bọc thép và mặt đáy của em này đáy vàng và có kính lộ đáy nha. Đó, có kính lộ đáy. Mặt kính bên trên này thì là kính sapphire. Chất liệu kính sapphire thì chắc là các bác cũng biết rồi đúng không ạ? Đây là một trong những cái chất liệu kính tốt nhất cho đến thời điểm hiện tại này, chống xước cực kỳ là tốt luôn. Đó. Em này có kính lộ đáy và các bác có thể nhìn thấy luôn được phần máy ở bên trong của chiếc đồng hồ này. Đó, máy bọc vàng nguyên bản nha, 20 năm Jewel này. Tình trạng hoạt động rất là tốt, đã được lau dầu và căn chỉnh ổn định rồi. Em này sẽ có size mặt ngang là 36 cùng với size dọc là 439 các bác ạ. Ngang 36, dọc là 39. Em đeo thử lên trên tay cho các bác cùng ngắm nhé. Đây sẽ là phần mặt của chiếc Gold Star này. Trông một cái nét là hoài cổ và lẫn với một cái sự sang trọng và đẳng cấp của chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ như thế này, rất là sang luôn. Đó, máy cơ tự động đã được lau dầu. Em này phần dây khóa là dây khóa zin nguyên bản của Gold Star nha. Ở đây có khắc tên thương hiệu Gold Star 668 này. Và ngày hôm nay thì các bác có thể sở hữu ngay cái mẫu đồng hồ này với một cái mức giá rất là tốt thôi ạ, giá cực kỳ bình dân so với một chiếc đồng hồ cơ tự động. Núm có nấc để chỉnh được nhanh này. Đó, chốt đơn cho em nha, với mã là TH74 và chiếc này chỉ có giá 1.980.000 thôi ạ. 1.980.000, mã sản phẩm TH74 nha các bác. Em qua mẫu đồng hồ thứ hai gửi đến các bác một chiếc Slava xưa cổ điển. Đây là một cái phiên bản Slava sản xuất vào đầu những năm thập niên 70. Nó dáng trứng xưa này. Mặt đã lên dầu theo thời gian. Em này thì thiết kế cái phần cọc số trông rất là đặc biệt. Đây là kiểu cọc số dạng khối và có một ô cửa lịch nằm tại góc 3 giờ này. Phần vỏ ngoài nha, được bọc vàng Âu 10 và có khắc triện ở trên phần vỏ như thế này. Đó. Size mặt ngang 37 cùng với size dọc là 43. Ngang 37, dọc 43, máy cơ có tay 23 Jewel các bác ơi. Đó. Tình trạng kim cọc hoạt động tốt. Đối với cái mẫu Slava cổ này thì nó hơi đáng tiếc một chút là cái bộ lịch thứ này thì nó đã bị kẹt, không hoạt động được nữa rồi. Đây là bộ lịch chỉ dùng được cái phần lịch ngày thôi nha. Lịch ngày thì chỉnh rất là đơn giản, các bác sẽ kéo núm tay bên ngoài như thế này thì chỉnh lịch nhé. Bộ lịch giật rất là đặc trưng của những cái dòng máy Slava thương hiệu đồng hồ Liên Xô cổ như thế này. Em đeo lên trên tay cho các bác cùng ngắm nhé. Đó, đây sẽ là phần mặt của chiếc Slava này.
Và chiếc này sẽ có giá là 1.280.000. Các bác chốt đơn em với mã là E170 nhé. Chiếc thứ ba trong video ngày hôm nay mang đến cho các bác một chiếc Bowler đế Lucy, máy cơ lên dây 17 chân kính ạ. Đó, mặt tỏa tia rất là sáng. Các bác nhìn này, mặt em này rất là nét. Kim cọc vàng nha, cái phần chỉ số cũng như là phần kim này, cái lớp vỏ vàng còn được bảo quản trong tình trạng rất là tốt. Ở bên ngoài thì đây là phần vỏ. Vỏ đã có những vết thời gian xuất hiện ở trên này. Đáy là đáy inox nha, đáy Bowler này có khắc tên thương hiệu ở dưới này, Quizmex. Và máy cơ có tay. Em sẽ đeo thử lên trên tay cho các bác. Mặt rất là nét với các cái đường tỏa tia. Vân mặt rất là sáng. Em này thì sẽ có size mặt là 34 ạ. Size 34 không tính núm nha. Đó, bộ máy cơ có tay, có lên dây với 17 chân kính. Bowler đề Lucy có giá là 1.350.000. Các bác chốt đơn em với mã là E20 nha. Tiếp tục qua mẫu, gửi đến các bác một chiếc One Time, máy xe welding cơ tự động và có hỗ trợ cơ có tay. Một chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ. Đó, F1 Time với màu mặt vàng vân cát, cọc số trải tia và có một ô cửa lịch nằm tại vị trí góc 3 giờ. Bây giờ thì em sẽ quay cho các bác cùng ngắm này, chi tiết phần mặt sau cũng như là các góc cạnh của em đồng hồ này. Nói chung là còn trong cái tình trạng rất là mới và đẹp, không hề có một cái chút dấu hiệu hao mòn hay là bong tróc nào của thời gian xuất hiện ở đây nha. Mặc dù là một cái mẫu đồng hồ cổ, thế nhưng mà để mà giữ được cái tình trạng mới và đẹp như thế này thì chắc chắn là những cái người chủ cũ người ta phải rất là giữ gìn. Đó. Sở hữu cái màu mặt vân cát trông cực kỳ là sang. Cái này các bác đeo trên tay trông nó sẽ rất là hầm hố luôn đấy ạ. Cơ tự động có hỗ trợ có tay nha. Một ô cửa lịch nằm tại góc 3 giờ và cái form mặt vuông như thế này, khi mà các bác đã đeo ở trên tay nó sẽ cảm nhận được cái độ nam tính và mạnh mẽ. Xoay ngang của chiếc này là 36 ạ, và xoay dọc sẽ là 38. Ngang 36, dọc 38. Các bác có cổ tay to là các bác đeo lên tay thoải mái luôn nha. Núm zin logo này. Đó, đáy là đáy inox. Thường thì rất là nhiều bác có cổ tay to thì hay e ngại khi mà đeo những cái dòng máy cơ cổ như thế này, bởi vì là những cái dòng máy cổ thường cái size nó rất là nhỏ thôi, các bác có cổ tay to đeo nó không hợp. Tuy nhiên thì chiếc One Time này thì các bác có thể thấy là cái form của nó rất là lớn, cho nên là các bác đeo lên tay thoải mái luôn nhé, cực kỳ là dễ đeo. Đó, One Time Cell Winding. Phần nốm này có nấc để điều chỉnh lịch nhanh, rất là tiện cho các bác trong quá trình sử dụng. Rồi, và bác nào yêu thích mẫu đồng hồ One Time này, zin nguyên bản như thế này thì các bác hãy nhanh tay chốt đơn cho em nha. Với mã là TH61 và giá của chiếc này thì chỉ có 2.480.000 thôi nhé. Qua mẫu tiếp theo gửi đến các bác một chiếc Slava đến từ Liên Xô. Đó, một chiếc Slava xưa cổ điển. Những cái dòng máy của Liên Xô sưu tầm nó rất là hay luôn. Đây là một cái đế chế đã sụp đổ rồi, cho nên là bây giờ thì chỉ còn sót lại là những cái dòng máy mang những cái hoài niệm về một thời hùng cường. Đó. Em này thì sẽ là một cái mẫu Slava dáng trứng. Nói chung là nhìn vào những cái mẫu đồng hồ của Liên Xô thì các bác sẽ thấy là nó sẽ có một cái phong cách rất là riêng biệt. Nhìn một cái là có thể nhận ra được luôn, trong các chi tiết rất là phóng khoáng. Màu mặt đen bao công, cọc số học trò, thiết kế dạng nổi và có một ô cửa lịch nằm tại góc 3 giờ nha. Em này sẽ có size mặt ngang là 37 cùng với size dọc. Size dọc của em này là 44. Đó, form rất là lớn và cực kỳ dễ đeo dành cho các bác này. Bộ máy cơ lên dây với 26 chân kính.
rất là nổi bật với thiết kế niềng băm. Cái niềng băm như thế này thì khi mà ánh sáng chiếu vào nó sẽ trông cực kỳ là tạo được cái độ bắt sáng cũng như là nổi bật cho phần mặt đồng hồ. Máy cơ cắt tay 26 chân kính, và cái mẫu đồng hồ xưa của Slava này thì có một điều hơi đáng tiếc một chút, đấy là cái phần lịch ngày này thì nó đã dừng rồi các bác ạ. Nó bị kẹt, không thể sửa được, chỉ còn phần lịch thứ thôi. Đây là một điều khá là đáng tiếc cho cái mẫu Slava này. Đó. Bác nào muốn sưu tầm và sở hữu mẫu đồng hồ này thì hãy chốt đơn em nha, với mã là H204. Và em này có giá là 1.580.000. H204 giá 1.580.000 các bác nha. Con mẫu tiếp theo này mang đến cho các bác một chiếc Pulsos máy cơ lên dây 17 chân kính ạ. Thương hiệu Pulsos thì chắc là em không phải giới thiệu nhiều rồi đúng không ạ? Đây là một trong top 10 những thương hiệu đồng hồ của Liên Xô nổi tiếng trên toàn thế giới. Và tại Việt Nam vào khoảng những năm thập niên 80-90 thì đây cũng là một trong những cái mẫu đồng hồ ấy, rất là hot tại Việt Nam, mà rất là nhiều các cái chàng trai mà yêu thích và đã lựa chọn để mà đeo trên tay. Và cái mẫu Pulsos này thì em ấy có một cái dáng trứng xưa với màu mặt đen bao công, và đặc biệt là cái phần mặt của em này thì nó sẽ được tráng một cái lớp men bóng nha, để giữ cho cái phần mặt đồng hồ luôn luôn là nó có một cái độ sáng cũng như là một cái độ mới nhất định. Đó. Máy cơ lên dây với 17 chân kính. Em này có một ô cửa lịch nằm tại vị trí góc 3 giờ. Lớp vỏ vàng của em này thì còn khá là nguyên vẹn này, không hề có dấu hiệu hao mòn của thời gian. Cái này bắt đầu đã có những cái vết thời gian đang lên bã trầu rồi nha. Những cái dòng máy bọc vàng thì trải qua nhiều năm thì nó sẽ lên bã trầu như thế này. Nếu các bác không thích vỏ bã trầu thì các bác có thể khắc phục bằng cách là đánh bóng lại một chút thôi. Rất là đơn giản, đáy là đáy inox. Em này thì sẽ có size mặt ngang là 36 cùng với size dọc. Đây là size 39 các bác ạ. Ngang 36, dọc là 39. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm nha. Cái dáng máy trông rất là chất, và nó mang một cái nét man mát của cái sự lịch sử ngày xưa, sự hoài cổ về một thời. Bộ máy cơ cắt tay 17 chân kính, và đối với ô cửa lịch này thì các bác sẽ chỉnh bằng cách là quay kim 24 giờ giúp em nhé. Lịch vẫn còn đang trong tình trạng hoạt động rất là tốt. Đó. Rồi, và bác nào yêu thích mẫu Pulsos này chốt đơn em với mã là H206, có giá là 1.680.000 ạ. Qua mẫu đồng hồ thứ tiếp theo mang đến cho các bác một chiếc Popeda. Đó. Một chiếc Popeda rất là cổ xưa. Cái này thì thích hợp dành cho các bác mà sưu tầm những cái dòng máy cổ thì các bác mua rất là hợp lý này. Mặt em này thì rất là ấn tượng với cái thiết kế các đường vân tạo hiệu ứng bắt sáng lấp lánh cho mặt đồng hồ. Và đây là một cái mẫu Popeda kim rốn nha. Kim rốn thì nó rất là thịnh hành vào khoảng những cái năm thập niên 30-40. Đó. Sẽ có cái thiết kế kim rốn như thế này. Màu mặt vàng đồng. Đây là một cái màu vàng đồng nha. Cọc số học trò và lớp vỏ bên ngoài của em này là được bọc vàng rất là dày dặn này. Em này thì còn giữ được tình trạng khá là tốt. Đây các bác nhìn vào đây thì cũng có thể cảm nhận được rồi đúng không ạ? Đáy này, đáy inox. Em này sẽ có size mặt là 34, không tính núm. Kèm theo đó là cái bốn chân càng rất là lớn và dài. Bây giờ em sẽ đeo thử lên trên tay cho các bác cùng ngắm nhé. Đây sẽ là phần mặt của chiếc Popeda này. Máy cơ cắt tay đã được lau dầu và căn chỉnh ổn định rồi. Và bác nào yêu thích cái mẫu Popeda này chốt đơn em ạ, với mã là H31, và em này sẽ có giá 1.380.000 nha. Em qua mẫu tiếp theo nha, mang đến cho các bác một chiếc Coslavin máy cơ cắt tay 23 chân kính ạ. Một thương hiệu đồng hồ đến từ Liên Xô. Đó. Em này sẽ có một cái màu mặt đen vân lụa.
Các bác để ý kỹ thì sẽ nhìn thấy là các đường vân lụa ở trên phần mặt này, trông rất là sang. Cọc số chảy tia, kim cọc vàng, và em này thì rất là nổi bật với một chiếc kim gió đỏ. Viền máy, đó, đây là cái phần viền máy nha. Nó sẽ được tạo hình thành những cái đường vân xoắn này, tạo điểm nhấn bắt mắt cho phần mặt của đồng hồ. Em này thì đặc biệt là có một cái lớp vỏ vàng bọc rất là dày dặn này. Ở đây em thấy có các triệu bọc vàng 22K gold fill nha, đầy inox. Và lớp vỏ vàng này thì bây giờ cũng đã có những cái dấu hiệu lên bã trầu, vỏ đã lên bã trầu theo thời gian này. Không hề có một chút dấu hiệu ham mòn nào, nhưng mà đã lên bã trầu. Đó. Đây là cái dấu hiệu rất là bình thường của một chiếc đồng hồ bọc vàng nha. Một chiếc đồng hồ cổ bọc vàng size mặt 34, một size mặt rất là dễ đeo. Bây giờ em sẽ lên tay cho các bác cùng ngắm thử nha. Coslavin, máy cơ lên dây, 23 chân kính, màu mặt đen bao công và kết hợp với phần vỏ vàng 22K gold fill. Các bác yêu thích mẫu Coslavin này hãy nhanh tay chốt đơn cho em với mã là TH8, và em này sẽ có giá 1.480.000 nha. Seiko Onisqui, máy cơ lên dây, cơ có tay. Đó. Một chiếc đồng hồ cổ đến từ Nhật Bản, và đây cũng là một trong những cái mẫu đồng hồ Seiko hiếm hoi mà có cái thiết kế xưa hoài cổ như thế này. Thường thì cái phong cách của những cái dòng máy Nhật thì các bác biết rồi, sẽ hướng đến sự bền bỉ, và ví dụ như là đồng hồ bọc thép không gỉ này, hoặc là bọc inox không gỉ toàn thân, thì nó sẽ giữ được cái độ bền bỉ rất là cao theo thời gian. Đây là một trong những cái mẫu Seiko đời đầu, được sản xuất vào đầu những cái năm thập niên 60, và nó, các bác có thể nhìn thấy là cái phong cách của nó sẽ na ná so với, giống với những cái dòng đồng hồ Thụy Sĩ, mang cái phong cách sang, và phần vỏ bên ngoài là sẽ là một lớp vỏ vàng như thế này nha. Và có thể là các bác cũng sẽ rất là ít khi mà có thể gặp được những cái dòng máy Seiko cổ như thế này. Thực chất là đồng hồ của Nhật trước những năm thập niên 60 đấy, thì nó sẽ không có, nghĩa là nó không được nhận, không được cái sự đón nhận quá là cao đâu các bác. Là người ta ít khi mà người ta sử dụng đồng hồ của Nhật, người ta gọi là con ghẻ đấy các bác. Đó, và sau những cái năm thập niên 70, khi mà Nhật phát triển những cái dòng máy mà có độ chống nước tốt này, độ bền bỉ cao, thì từ đó là những cái dòng máy của Nhật mới được đón nhận và thực sự trở thành một cơn sốt trên thế giới. Đó. Đây là một trong những cái dòng máy hiếm hoi mà các bác có thể sưu tầm, dòng máy Nhật xưa. Máy cơ có tay, cơ lên dây, và em này sẽ có size mặt là 33 nha, chuẩn phong cổ luôn ạ. Và bốn chân càng dài và hơi cong xuống phía dưới một chút xíu như thế này, thì các bác đeo trên tay nó sẽ ôm vào cổ tay. Đó. Các bác cùng ngắm nha. Đây là một cái mẫu Seiko Onisqui cổ điển. Máy cơ có tay. Mặt đáy này sẽ là đáy inox. Đó. Sáng bóng luôn. Và bác nào muốn sở hữu với mẫu đồng hồ này chốt đơn em với mã là H123, và em này có giá 1.680.000 thôi ạ. Rồi qua mẫu tiếp theo, gửi đến các bác một đại diện đến từ nước Đức, Germany. Đây là một chiếc Gizoma NK. Đó, một thương hiệu đồng hồ đến từ Đức. Em này thì rất là nổi bật với một cái màu mặt trắng sáng và cực kỳ là bóng. Phần mặt thì nổi bật với cái phần chỉ số trông rất là phóng khoáng này. Đó, kim cọc vàng. Sáng máy khá là mỏng gọn. Lớp vỏ vàng thì ở đây các bác cũng có thể thấy được là em ấy đã có những cái vết hao mòn nhẹ của thời gian xuất hiện ở trên này. Mặt đáy inox, và em này sẽ có size mặt là 33 nha. Size 33 không tính núm. Bộ máy cơ có tay với 17 chân kính ạ. Em đeo thử lên trên tay cho các bác cùng ngắm này. Rất là sáng luôn, các bác đeo cái em này trên cổ tay thì không ai nghĩ đây là đồng hồ cổ luôn đấy ạ. Rất là sáng. Cái mặt nó bóng bẩy. Và
đối với một cái format lớn và nó sáng như thế này thì sẽ làm cho đồng hồ nó có một cái độ mới rất là cao. Mặc dù là ở đây thì các bác cũng có thể thấy được là những cái vết đo thời gian nó đã xuất hiện ở trên này rồi đó, nhưng mà nhờ vào cái format nó trắng sáng như thế này thì các bác sẽ cảm nhận được độ mới và độ nét của phần mặt đồng hồ. Máy cơ có tay 17 xiên kính đã được lau dầu và căn chỉnh ổn định. Chiếc này sẽ có giá là 1.850.000 mã E76 nha. 1.850. Em qua mẫu tiếp theo này mang đến cho các bác một chiếc Slava. Đó. Mặt rất là phóng khoáng luôn, cực kỳ là ấn tượng. Ở cái màu mặt của em này thì nó sẽ là sự kết hợp giữa cái màu đen và cái màu xanh rêu một chút nha. Nó sẽ màu xanh và nó hơi có cái màu rêu rêu nhẹ một chút xíu. Rất là đặc biệt. Có cặp số học trò thiết kế rất là phóng khoáng, kết hợp với một ô cửa lịch nằm tại vị trí góc 3 giờ nữa. Em này thì sẽ có cái phần vỏ bên ngoài là một lớp vỏ vàng này, hơi có vết thời gian nhẹ một chút xíu thôi. Đây, các bác nhìn. Một bộ Slava cổ, phong cách rất là ấn tượng. Mặt đáy thì sẽ là đáy inox nha. Và size mặt của chiếc này là size 36 ạ. Em đeo thử lên trên tay cho các bác cùng ngắm. Đây sẽ là phần mặt của chiếc Slava này. Bộ máy cơ lên dây 21 chân kính. Đó, máy cơ có tay. Bây giờ em sẽ lên cót cho các bác cùng nhìn nha. Đó. Quay mấy vòng thôi là kim đã bắt đầu chạy rồi. Bộ lịch thì các bác có thể thấy là sẽ quay kim 24 giờ để chỉnh cái phần lịch này nha. Slava. Một phong cách rất là Liên Xô nha các bác. Em không biết dùng cái từ gì để làm miêu tả về những cái dòng máy cổ của Liên Xô, nhưng mà thật sự là nó trông rất là phóng khoáng, nhìn vào nó đeo trên tay tạo cho chúng ta một cảm giác trông rất là dễ chịu. Cái này mà các bác đeo đi giao lưu sưu tầm những cái hội nhóm đồng hồ cổ thì quá là hợp lý luôn ạ. Em này sẽ có giá là 1.680.000 thôi. Các bác chốt đơn em với mã số 9 nhé. Mã 9 ạ, với giá là 1.680.000. Rồi, mẫu tiếp theo vẫn là một chiếc đồng hồ đến từ Liên Xô, Raketa. Raketa là một thương hiệu đồng hồ lớn tại Liên Xô. Đó, vào những năm thập niên 30 cho đến những năm thập niên 70-80 thì Raketa gọi là bùng nổ trong cái ngành sản xuất đồng hồ. Xuất phát điểm chỉ là một cái thương hiệu sản xuất đồ trang sức và dụng đá quý thôi. Và ngay sau đó thì đã chuyển sang sản xuất đồng hồ đeo tay. Và đây từng là một cái công xưởng sản xuất đồng hồ lớn nhất thế giới nha các bác. Đó. Với sản lượng là hơn 5 triệu chiếc trên một năm, Raketa đã khẳng định được cái vị thế của mình tại Liên Xô. Và em này thì các bác có thể thấy được cái dáng form máy thì nó khá là lớn này. Những cái dòng máy của đồng hồ Thụy Sĩ cổ xưa đấy, em đang nói về đồng hồ cổ nha. Trước đây thì những cái dòng máy của Thụy Sĩ thì thường hướng đến cái mục đích của người tiêu dùng là phụ nữ thì nó để làm trang sức mà. Đó, và mãi về sau này thì mới hướng đến những cái đối tượng là đàn ông. Đàn ông thì sẽ có cái form dáng lớn như thế này. Còn những cái dòng máy cổ phụ nữ thì nó rất là nhiều, nhưng mà size nó thì cực kỳ nhỏ, tại vì là nó hướng đến cái mục đích là làm trang sức thôi. Bây giờ em sẽ đo size nha. Em này có form làm size 39 luôn các bác ơi. Form khủng nha, size 39. Đó, em đeo thử lên trên tay này. Đây, cổ tay em là tay 15.5 cho nên là đeo lên tay thì sẽ trông cảm giác nó hơi bị nhỏ một chút xíu, tay trông hơi nhỏ một chút xíu. Bác nào mà có cổ tay to này, tay 16 đổ lên là đeo sẽ là đẹp nhất. Bộ máy cơ có tay, cơ lên dây, cọc số trải tia và nổi bật trên cái màu mặt đen bao công. Em này sẽ có phần vỏ bên ngoài là một lớp vỏ vàng ạ. Đã lên bã trầu theo thời gian. Đây các bác nhìn này. Chuẩn bị đang lên bã trầu như thế này. Đó, nhà em chuyên hàng mộc thôi. Các bác mua về nếu không thích trông cái phong cách bụi bặm ngoài cổ thì các bác đánh bóng lại cho nó đẹp hơn nha. Đáy inox. Và sưu tầm ngay chiếc đồng hồ này với giá là 1.880.000, mã sản phẩm Y42.
Tiếp tục gửi đến các bác một chiếc Rado Capio, một chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ ạ. Rado Capio là một phiên bản đồng hồ ra đời vào đầu những năm thập niên 80 tại Thụy Sĩ. Em này thì sẽ có một cái màu mặt là kết hợp giữa hai cái màu trắng và vàng, cọc số trải tia cùng với một ô cửa lịch nằm tại góc 3 giờ. Vỏ ngoài bọc thép không gỉ này, nốm zin logo và mặt đáy của chiếc này cũng có khắc biểu tượng Rado ba cá ngựa ở dưới đây. Dây khóa zin nha, em này zin nguyên bản 100% luôn ạ. Size ngang là 38 cùng với size dọc là 40. Bây giờ em sẽ đeo thử lên trên tay cho các bác cùng ngắm nha. Chiếc này thì nói chung là thân vỏ cũng như là phần mặt là còn giữ được độ mới rất là cao. Form rất là nam tính và cực kỳ dễ đeo dành cho các bác. Bộ máy cơ tự động đã được lau dầu và căn chỉnh ổn định rồi nhé. Thương hiệu đồng hồ Rado là một thương hiệu đồng hồ nổi tiếng tại Thụy Sĩ cho đến tận ngày hôm nay. Đó, phần nốm có nấc để chỉnh lịch nhanh này. Nói chung máy của Rado thì theo em cảm nhận thì nó rất là bền bỉ, thật sự luôn ạ. Cái dòng máy cao cấp với bộ máy hoạt động cực kỳ là bền bỉ, các bác sẽ ít phải chăm sóc quá nhiều. Rado zin nguyên bản ở đây là hai cái mắt khóa nha. Cái này thì em thấy nó dây nó hơi dài cho nên em đã cắt ra hai cái mắt như thế này. Nếu như mà các bác mua về mà cổ tay to, các bác có thể lắp thêm vào. Rồi và chốt đơn cho em với mẫu Rado Capio này, mã H243, có giá 2.880.000 nha các bác. Tiếp tục giao lưu đến các bác một cái mẫu Rado Sliver, cái dòng máy khá là cổ điển của thương hiệu đồng hồ Rado. Em này thì ra đời vào đầu những năm thập niên 60. Phần mặt thì sẽ là sự kết hợp giữa hai màu vàng và trắng. Các cái phần chỉ số cũng rất là nổi bật, đều được đính bằng những cái viên đá quý này. Đó, kim cọc vàng, một ô cửa lịch nằm tại góc 3 giờ. Em này sẽ có size mặt là 37 các bác nhé. Đây cũng là một trong những cái dòng máy Rado mà được các bác rất là yêu thích sưu tầm. Ở đây phiên bản Rado ba cá ngựa nha. Mặt kính phẳng, vỏ ngoài bọc thép không gỉ toàn thân này. Đây sẽ là phần mặt đáy. Kèm theo đó là một chiếc dây khóa linh kiện của Citizen Nhật. Em đeo lên trên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Đây sẽ là phần mặt của chiếc Rado này. Rado Sliver. Máy cơ tự động. Và logo hình mỏ neo. Các bác nhìn cái màu logo này nó đã phai đi theo thời gian thì các bác biết là một chiếc đồng hồ cổ chính hiệu là như thế nào rồi ạ. Rado Sliver có giá là 1.980.000. Các bác chốt đơn cho em với mã là TH47 nha. TH47 với giá là 1.980.000. Các chức năng máy vẫn còn hoạt động tốt, đã được lau dầu và căn chỉnh ổn định rồi. Đó, và mẫu đồng hồ này đã kết thúc video của em hôm nay ở đây rồi. Cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian theo dõi phiên đồng hồ ngày hôm nay của cửa hàng Kiên Đồ Cũ. Kính chúc các bác sẽ có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Đặc biệt là nếu như thấy video này hay và bổ ích thì các bác đừng quên là ủng hộ kênh bằng cách là ấn vào nút đăng ký em đã để ngay phía dưới video này nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những phiên tiếp theo ạ.